phía bên trái của mình này, thì ở giữa là sân điện Thái Hòa với đặt ngay ban nhà vua. Hai cái bãi cỏ hai bên sân điện Thái Hòa này á, ngày xưa được gọi là bến xã hay là kỳ xã, hay là nơi dừng đổ của voi, ngựa và binh lính. Khi các quan vào châu triều thì sẽ đổ ở đây ạ. Giống như cái bãi đổ xe của mình ngày nay, nhưng ngày xưa được các phương tiện đi lại của vua và quan ở đây. Còn cái cổng mà mình mua vé vào không quan á, cổng chính mình mua vé vào không quan gọi là ngò mốt, là cổng chính dành cho nhà vua ra vào lúc đón tiếp các sứ thần ngoại quốc, hay là có dịp lễ quan trọng thì vua mới đi cổng đó. Và cổng đó có năm lối ra vào, lối ở chính giữa là dành cho vua, hai lối hai bên là dành cho quan văn, quan cò, hai lối ngoài cùng á là dành cho voi, ngựa và binh lính. Chứ phụ nữ sẽ không được đi cổng đó, phụ nữ sẽ đi bằng một cổng phụ bên này. Bây giờ mình sẽ đến điểm tham quan đầu tiên, đó là thế tổ miếu, là điện thờ của các vua nhà Nguyễn á. Thì nhà Nguyễn có 13 người vua, nhưng trong thế tổ miếu á thì chỉ có thờ 10 ạ, thờ cũng 10 vị vua thôi. Ba vua không được thờ ở trong này. Vua thứ nhất là vua Dục Đức ạ. Dục Đức ông chỉ làm vua 3 ngày thôi, sau đó bị phế đế. Và ông phế đế với ba thời gian, thứ nhất là có tang vua cha mà không mặc áo tang, mà mặc áo màu. Tổ thứ hai á là không đo triều chính. Và tổ thứ ba là làm giả hay là sửa một phần di chúc của vua. Vua thứ hai không được thờ ở đây nữa. Em xin lỗi. Vua thứ hai không được thờ ở đây là vua Hiệp Hòa. Hiệp Hòa ông làm vua 4 tháng, sau đó cũng bị phế đế. Và vua thứ ba là vua Bảo Đại, là vị vua của Triều Nguyễn. Thì ông đã từng gọi vì không còn là vua nữa, cho nên cũng không được thờ ở nơi đây. Mình sẽ qua cái cổng bên kia để mình vào đường ạ. Và ngày xưa rất là trọng nam khinh nữ. Ngày xưa phụ nữ không được phép được đứng vào cái đường thờ này đó. Và ngay cả hoàng hậu thái hậu cũng không được qua. Và mình nhìn xem cái tường gạch nguyên bản của ngày xưa này, giữa cả nước gạch sẽ không hề có xi măng, được xây dựng từ những cái năm đầu tiên đến lúc chưa hề qua sửa chữa, gạch tiếp lên thôi và kết cấu nó bằng gạch mỹ á. Không cần xây nữa. Thì ngày xưa chưa có bôi bụi xi măng á, mình sẽ lấy vỏ sò và ốc màu trắng làm sạch, nhuyễn nhuyễn thêm một số chất kích điện để làm bôi bụi phía bên ngoài. Và cái bức tường thành này nó cao 4 mét, cái bề rộng của nó là hơn 1 mét. Bây giờ mình sẽ vào cái điện thờ để mình tham quan ạ. Khi vào đấy họ sẽ không cho quay phim chụp ảnh đó chị nhá. Qua điểm thứ hai đi, họ cho quay phim chụp ảnh ạ. Rồi mình vào đấy chọn người của mình ra xét. Đây đúng không? Rồi tấm thẳng vào là điện thờ luôn. Thì qua điểm thứ hai em được mời người vào.